Chào các bác nhá. Chào mừng anh em đến với lại kênh YouTube của shop Tân Ánh Ngọc Ánh nha. Giới thiệu với lại anh em một lô thòng bẫy chồn, hay gọi là thòng bẫy đa năng nhé. Thòng khung bẫy đa năng, có thể bẫy được chồn đèn này, cuốc này, bìm bịp này nhá. Đây là gọi là thòng đa đấy nhé các bác nhé, đa nữa. Lô thòng này là lô hàng đẹp nhé các bác nhá. Lô thòng đẹp, lô thòng khung hàng xe, thòng dây thòng xe nhé. Để tôi quay gần đây, đây cụ thể một bộ cho các bác nắm được cái thòng này nhé. Các bác có nhu cầu thì mua đồng liên hệ với lại trực tiếp với số điện thoại của shop nhé, liên hệ trực tiếp với lại các đầu số của shop các bác nhé. Có 5 đầu số, các bác liên hệ trực tiếp nhé. Ở đây, đây các bác nhé, đây là một bộ thòng khung, thòng khung đa năng. Đấy. Quay vào trong cái môi trường buổi tối thì cố gắng làm sao để hình ảnh đẹp nhất cho các bác xem. Đây các bác nhìn này, hàng rất là đẹp nhá. Khung này là bằng thép AC. Đây các bác nhìn góc bo này, hầu như là đều nhau chằn chặn luôn nhá. Làm rất là kỹ. Hàng này phải nói trước các bác là hàng làm kỹ, hàng đẹp. Đấy nhá. Thế đây là cái đường này là đường buộc dây. Buộc dây thòng này các bác nhìn này. 1 2 3 4 5 vòng. 5 vòng qua 5 dây này đều nhau chằn chặn luôn. Đấy, hàng này là hàng làm cực kỳ kỹ luôn nhá. Thì các bác lưu ý là hàng này làm rất là kỹ thì giá nó sẽ hơi cao. Hàng đẹp, hàng chuẩn nhá các bác nhá. Giới thiệu với các bác và cũng nói luôn cho giá này các bác nắm được, nó là giá một cái bộ thòng đa năng này bên shop đang cung cấp là 600.000 nhá các bác nhá. 600.000 đã bao gồm cả cước phí vận chuyển về tới nhà cho các bác nhé. Các bác không phải tốn thêm bất cứ một chi phí nào nữa. Thế còn các bác nào mà bảo là sao bên shop lại bán đắt như vậy thì các bác thông cảm là hàng bên này là hàng đẹp. Thế còn cái loại hàng mà 500, 550 thì shop không làm nhé. Cái quấn đường này thì quấn bằng dây chỉ này. Thép thì làm thì rất là vênh váo. Và cái điều quan trọng nhất ấy, quan trọng nhất là cái dây thòng này nhá. Dây thòng này, dây thòng của bên shop đó là dây thòng đan. Đan nha các bác nhé. Đan có nghĩa là đan 4 sợi, đan thủ công vào với nhau nhá. Cước thì là cước Nhật. Đấy, cước Nhật chứ không phải hàng cước chợ đâu các bác nhé. Và phía cuối là có khuyên đồng. Đấy, khuyên đồng và nối dù. Đấy, nối dù và khuyên đồng nhé các bác nhé. Thế đây một bộ này là có 10 khung thòng. Đấy, hàng này hàng cực đẹp, hàng rất là kỹ càng. Các bác mua, anh em đam mê chơi thì yếu tố gọi là rẻ thì là một phần thôi, nhưng mà quan trọng nhất thì chơi vẫn thể hiện cái đẳng cấp chơi. Cầm cái bộ thòng nó đẹp, nó vẫn ưng ý hơn, nhìn nó sắc nét hơn. Đấy, nhìn nó ưng cái bụng hơn nhé các bác nhé. Thế còn bộ thòng mà các bác mua mà nó rẻ hơn được 50.000, 100.000 ấy, thì nhìn nó sẽ sọc sạch hơn, không được nuột nà như này. Thì tiền nào của đấy thôi các bác nhé. Hàng đẹp, đấy, bao ship về cho các bác là 600.000. Thế còn hàng rẻ hơn thì shop không làm nhé. Đúng là hàng cước xe. Cước xe bộ cước này là cước đan. Cước đan 4 sợi các bác nhé. Không phải là cước xe. Đấy, các bác lưu ý kỹ nhé. Dây này là dây cước đan này. Cước này là cước thái. Không phải là cước chợ đâu nhé các bác nhé. Cước thái. Và đan là đan thủ công. Đan 4 sợi vào nhau. Nó rất là nâu công. Đấy, đâm ra là hàng này là giá nó sẽ cao nhé các bác nhé. Đây. Đây các bác nhìn này. Cái khung gỗ. Cái khung dưỡng nhé. Khung dưỡng là gỗ rất là đẹp. Mượt mà. Được trà nhám rất là phẳng nhẫn đấy nhá. Phẳng nhẫn này. Phía dưới này được khoét hai cái vòng hình bán nguyệt để tạo cái độ thẩm mỹ nhá. Phía trên tay cầm là bằng inox. Đây, tay cầm bằng inox này. Phía tay cầm thì được khoét trũng xuống để các bác thò tay bằng cầm nắm cho nó dễ dàng nhá. Đây, cái thòng này là làm rất là kỹ càng. Tính toán từng cái chi tiết nhỏ một nhá. Đây. Đây. Đây các bác này. Đây, dây thòng thì tròn. Đấy, thép AC. Đây các bác nhá. Đấy. Đây các bác lưu ý là tiền nào của đấy thôi. Hàng đẹp, làm kỹ thì giá nó hơi cao. Còn mấy cái hàng hỗ trợ nó rẻ hơn thì bên shop không có nhá. Bên shop Tân Ánh Ngọc Ánh là chỉ làm cái loại thòng hàng đẹp này thôi. Đây nhá các bác này. Đấy. Khung thép AC, hàng cực kỳ đẹp nhá. Đấy, các bác trước khi mua hàng thì vui lòng xem kỹ video để
nắm được nhá, để nắm được về cái thòng bên shop nhá. Cái giá là 600.000. Đây các bác nhìn kỹ đây. Đấy. Dây cước là dây cước đan. Dây cước đan 4 sợi vào nhau. Đan thủ công nhá, đan thủ công. Phía dưới là có dây dù và có khuyên đồng. Phía dưới có dây dù và khuyên đồng. Đấy. Đây. Điển hình là mấy cái bộ này. Đây các bác nhìn này. Những cái đường mà dây thòng buộc vào nhau này, căn rất là đều, rất là đẹp, thẳng tắp luôn. Đây khung thòng cũng vậy, thép AC mẻ cũng vuông vắn nhá, không có vênh váo. Tay cầm inox này, khoét trũng này. Đấy. Đấy. Cái đây là phía sau. À, mặt khung gỗ nhá, khung dưỡng nhá, bằng gỗ. Được trà nhám nhẫn luôn. Đợt này thì là không có PU để sơn cho các bác được, nhưng mà đến lô hàng sau thì cố gắng tìm được cái sơn PU để sơn cho các bác để nó chống ngấm nước cho các bác nhé. Nhưng mà như này cũng là rất là ổn rồi, rất là đẹp rồi các bác nhé. Đấy. Nói chung là các bác khi các bác hỏi mua hàng đấy thì báo giá cho các bác là 600 thì các bác sẽ bảo là hơi cao. Thế nhưng mà tiền nào của đấy nhá, các bác nhận được cái bộ thòng này thì hoàn toàn ưng ý, không phải chê ở điểm nào hết nhá. Hàng làm cực kỳ là kỹ, cực kỳ đẹp. Đấy. Nhìn nó nuột nà ngon lành luôn. Đấy. Nha các bác nhá. Còn cái hàng mà nó rẻ hơn 50-100 thì sốt không là mấy hàng đấy. Đấy. Đây gọi là thòng bẫy đa năng các bác nhá. Thòng bẫy đa năng 600.000 một bộ, đã bao gồm cả phí ship, hình ảnh như trên thực tế. Đợt lô hàng này thì không sơn PU được cái gỗ. Thế lô hàng sau thì cố gắng sơn nót PU lên gỗ cho các bác nhé. Đây các bác thông cảm, lô hàng này là không sơn được, không mua được PU. 10 bộ giống nhau như 10, đều nhau chẳng chặn nhé. Đấy. Thòng này gọi là thòng bẫy đa năng, giúp cho các bác có thể bẫy được chồn đèn này. Chồn đèn là 1, này, cuốc là 2, bìm bìm là 3, đa đa là 4. Đấy gọi là thòng bẫy đa năng. Thòng bẫy đa năng nhé, dây cước là dây cước đan, hàng cước Thái. Các bác mua hàng xem cho kỹ giúp tôi nhé. Thế còn ship hàng thì luôn là ship COD đi toàn quốc. Các bác có mua bộ thòng này không cần phải đặt cọc, nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền cho người giao hàng. Đấy, nha các bác nhé. Hàng đẹp, chuẩn. Giá hơi cao một chút thì các bác chơi thì sẽ ưng ý hơn. Đấy, các mình chơi thì mình phải thể hiện cái đẳng cấp chơi. Có cái bộ thòng nhìn nó ra dáng, nó đẹp đẽ nuột nà. Cái thòng nhìn nó xấu, nó tệ quá thì cũng anh em cũng không được vui lắm nhá. Đây là shop Quan Điểm mà làm hàng cho các bác, là nhập cái hàng rất là đẹp, hàng kỹ. Còn mọi thông tin thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với lại 5 cái đầu số điện thoại của shop nhá. Shop Tân Ánh, Ngọc Ánh. Đây, rất nhiều các loại phụ kiện săn bẫy, loa bẫy chim cùng phục vụ cho anh em nhé. Sau đây là gọi là lô thòng bẫy đa năng. Cái loại này thì cực kỳ là nhạy rồi nhá. Độ thẩm mỹ thì đẹp rồi, các bác không phải chê điểm nữa. Còn về độ nhạy thì các bác yên tâm, rất là nhạy. Dây dùng khuyên đồng chống sảy, đã dính là chết, không bao giờ có chuyện sảy nhá. Rồi, xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video sau nhá.